Chào mọi người đã trở lại với kênh Phó Thảo của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta lại cùng đến với chuyên mục ẩm thực. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món, đó là lòng non của con lợn luộc giòn tráng ngon. Thì ở đây mình có chuẩn bị thứ nhất là 0,4 kg lòng 4 lạng đấy, và một nồi nước để luộc lòng. Đây là một nồi nước lạnh, mình đã cho thêm đá. Bây giờ mình sẽ vắt vài giọt chanh vào. Đó. Để khi mà lòng chín rồi ấy, thì chúng ta sẽ cho ra đây. Và cho lòng vào đây thì lòng sẽ trắng và ngon hơn. Thì bây giờ mình sẽ bật bếp để luộc lòng. Nhưng mà để luộc lòng ấy, thì chúng ta nên để nước sôi, sau đó thì mới cho lòng vào thì lòng sẽ ngon và không bị dai. Thì chúng ta sẽ tiến hành luộc nhé. Chúng ta lưu ý là sau khi nước sôi thì chúng ta sẽ thả lòng vào. Và khi nước sôi lại thì chúng ta đun khoảng tầm 3 phút nữa là chúng ta sẽ vớt lòng và cho ra nước lạnh. Nếu như mà luộc kỹ quá thì lòng sẽ rất dai và đắng. Bây giờ thì nước đã sôi rồi, để cho nước sôi thêm một chút nữa cho thật già đi, sau đó thì mình sẽ cho lòng vào. Lòng rất là trắng, lòng rất là trắng luôn. Chúng ta sẽ đun được khoảng 3 phút nữa thì lòng sẽ được vớt ra, được không? Các bạn nhìn này, lòng bắt đầu chuyển sang màu hồng hồng này. Đó, chuyển sang màu hồng hồng như thế này này. Thì chúng ta đun được khoảng tầm hơn 1 phút nữa là chúng ta cho lòng ra nhé. Hơn 1 phút nữa chúng ta cho lòng ra và bỏ ngay vào nước lạnh. Mà có pha vài giọt nước chanh này thì đặc biệt thì lòng sẽ rất là trắng và ngon, giòn nữa. Bây giờ lòng đã được rồi, chúng ta sẽ cho vào nước lạnh. Cho lòng này vào nước lạnh này. Lòng rất là trắng. Các bạn lưu ý là nước lạnh này thì phải ngập lòng nhé. Chúng ta ngâm với nước lạnh đến khi lòng nguội chúng ta vớt ra để ráo và bắt đầu thái vào ra đĩa ăn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ lòng nguội nha. Trong lúc chờ lòng nguội thì chúng ta sẽ tiến hành làm nước chấm. Thì nước chấm ở đây mình sẽ làm nước chấm tỏi ớt với nước chanh và cho mắm. Ngoài ra thì còn có món tỏi ớt và chanh với muối. Thì bạn làm nước chấm cái gì thì chấm cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thái tỏi. Chúng ta cũng thái thêm một ít ớt để cho vào bát nước mắm hành. Sau khi chúng ta đã có được hai nguyên liệu này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cho muối vào. Sau đó chúng ta vắt chanh. Tùy theo khẩu vị chúng ta thích ăn chua nhiều hay cay nhiều. Sau đó chúng ta đảo đều lên. Đó. Tiếp đến đó là nước mắm hành. Thì sẽ có ớt, hành và nước mắm. Chúng ta cho nước mắm vào trước để cho hành có thể ngấm được cái vị mặn của nước mắm. Đó.
Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong hai bát nước chấm. Thứ nhất là nước chấm tỏi, ớt và muối. Thứ hai là nước mắm ớt, hành. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong hai loại nước chấm. Loại nước chấm thứ nhất gồm có tỏi, ớt và muối. Loại nước chấm thứ hai gồm có mắm, ớt và hành để chấm với món lòng lợn luộc nhé. Bây giờ lòng đã nguội rồi, chúng ta sẽ tiến hành thái lòng. Đây là lòng sau khi mà đã lấy từ nước lạnh ra, các bạn nhìn lòng rất là trắng. Ở ngoài trắng hơn rất là nhiều, có lẽ là ánh điện hơi bị tối. Bây giờ mình sẽ tiến hành thái nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong món lòng lợn luộc rất là ngon. Các bạn nhìn đây, lòng rất là trắng và ngon. Video đến đây là cũng hết rồi. Nếu như các bạn yêu quý mình thì hãy ấn đăng ký để ủng hộ kênh Phó Thảo, để mình có thể có động lực làm thêm nhiều video chất lượng hơn nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.